Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 29 tháng 5 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, Viện lập pháp đã thông qua vòng 3 luật quyền hạn Viện lập pháp và một số điều khoản sửa đổi luật khác, bao gồm tăng thêm các điều khoản như tội xem thường Quốc hội, Tổng thống phải đến Viện lập pháp báo cáo, quyền điều tra của Quốc hội. Nhóm đảng Dân Tiến sẽ đề xuất giải thích hiến pháp. Viện Hành chính cũng cho biết sẽ đề nghị xem xét lại. Trong khi đó, tối cùng ngày, có khoảng 70.000 người tụ tập trước Viện lập pháp biểu đạt phản đối. Dự thảo sửa đổi luật thực thi quyền lực của Viện lập pháp bao gồm các điều khoản quan trọng như Tổng thống đến Viện lập pháp báo cáo tình hình quốc gia, các khoản tiền phạt vì coi thường Quốc hội, quyền điều tra của Quốc hội và quyền đồng ý nhân sự của Quốc hội. Cuối cùng đã hoàn tất trình tự 3 vòng xét duyệt vào ngày 28 tháng 5. Trước kết quả này, đảng Dân Tiến cho biết đã chuẩn bị phương án có liên quan về giải thích hiến pháp và sẽ sớm đề xuất cách giải thích các điều khoản vi hiến. Dân chủ ý sử, quốc hội ý vắng. Dân chủ tiến bộ đảng, chúng tôi chuẩn bị hào lợi, sự hiện đề xăng quan, đề quy hoa chấu bệ. Chúng tôi chỉ trang đối với chế năng ý cơ vi hiến đề thảo vấn, chỉ chú sự hiện. Đáp lại việc đảng Dân Tiến đề xuất giải thích hiến pháp, đảng Quốc dân biểu thị sẽ đấu tranh đến cùng. Đảng Dân Chúng thì cho biết cải cách sẽ thành công, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn cho nền dân chủ Đài Loan. Tối ngày 28 tháng 5, trong khi dự thảo cải cách được thông qua vòng 3, đông đảo dân chúng đã tập trung bên ngoài Viện lập pháp lên tiếng phản đối dự thảo. Theo đơn vị tổ chức cho biết, có hơn 70.000 người có mặt tại hiện trường. Dù trời mưa, nhưng nhiều người dân vẫn đồng loạt tụ tập tại 15 huyện thị trên toàn Đài Loan. Mặc dù dự thảo vẫn được thông qua vòng 3, nhưng những người biểu tình đã kêu gọi Quốc hội nên xem trọng dân ý, đồng thời cũng kêu gọi công dân toàn quốc nên tích cực hành động, ngăn chặn các nhà lập pháp lạm dụng quyền lực. Sân bay quốc tế Cao Hùng đã được sử dụng khoảng 27 năm, nhưng trong 3 năm gần đây, mỗi khi có mưa lớn đều xảy ra tình trạng dột nước. Tối qua, sau trận mưa lớn, khu vực sảnh đi và cổng lên máy bay nhiều nơi gặp sự cố dột nước. Mãi cho đến sáng nay vẫn chưa hết dột. Mưa lớn gây dột nước, khu vực sảnh đi của sân bay quốc tế Cao Hùng phải đặt thảm thấm nước dưới sàn nhà. Sáng nay trời quang mây tạnh nhưng trần nhà vẫn đang dột nước. Là sân bay quốc tế khu vực miền Nam, nhưng mỗi lần gặp mưa lớn là bị dột nước, gây ảnh hưởng mỹ quan môi trường mà còn lo ngại trơn trượt. Hôm 28 tháng 5, Cao Hùng mưa cả ngày, khu vực sảnh đi quốc tế và cổng lên máy bay nhiều nơi xảy ra dột nước. Sân bay quốc tế Cao Hùng hoạt động gần 27 năm, sự cố dột nước cũng đã diễn ra trong hơn 3 năm qua. Đại diện sân bay cho biết đã đưa ra ngân sách 58 triệu đài tệ dùng cho dự án chống thấm dột, hiện đang lên kế hoạch sửa chữa. Để ngăn chặn hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, Cục Cảnh sát thành phố Tân Bắc cho biết từ ngày 1 tháng 6 sẽ thực thi biện pháp tố giác mới dành cho người dân. Chỉ cần cung cấp chứng cứ có liên quan đến những vụ bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông, hoặc là hình ảnh ghi lại các vụ va chạm trên đường, hỗ trợ cảnh sát điều tra nguyên nhân gây tai nạn, đều sẽ được khen thưởng tiền mặt từ 1.000 cho đến 10.000 đài tệ. Một chiếc xe máy nghi là do vượt xe không đúng quy định va chạm vào một chiếc xe khác, khiến người đi xe máy vô tội này bị ngã rất mạnh. Tuy nhiên, sau khi gây ra tai nạn, người điều khiển xe máy đã nhấn ga bỏ chạy. Nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ trốn sau khi tông vào xe khác, Cảnh sát thành phố Tân Bắc đã đề xuất hệ thống trình báo mới. Kể từ ngày 1 tháng 6, chỉ cần người dân trình báo vụ việc thì sẽ có thưởng. Sở Cảnh sát thành phố Tân Bắc cho biết, chỉ cần người dân cung cấp số xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, hoặc như hình ảnh về vụ tai nạn giao thông giúp cảnh sát làm rõ nguyên nhân sự cố là có thể nhận được tiền thưởng. Người dân có thể tải APP của cảnh sát, sau đó đăng hình ảnh lên nền tảng này và điền các thông tin như số xe gây ra tai nạn, thời gian, địa điểm. Phía cảnh sát sẽ thông báo kết quả xem xét và trao tiền thưởng. Nếu là hình ảnh của vụ tai nạn trên đường, mức thưởng sẽ từ 1.000 đến 5.000 đài tệ. Nếu là hình ảnh gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, mức thưởng sẽ từ 3.000 đến 10.000 đài tệ. Cảnh sát cũng cho biết phải ghi rõ họ tên thật. Nếu dùng nặc danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch, hoặc như cùng một sự vụ đã cấp phát tiền thưởng, thì đều không được xét duyệt tiền thưởng. Hy vọng sau khi thực thi hệ thống trình báo mới, sẽ giúp cảnh sát điều tra và làm rõ các sự cố giao thông và các vụ tông xe rồi bỏ chạy. Vừa qua, cảnh sát thành phố Tân Bắc đã đột kích vào sào huyệt của tập đoàn buôn bán ma túy, phát hiện ra loại thuốc Etomidate
mà ở nước ngoài thường gọi là thuốc zombie, thuốc thay ma. Hiện tại ở Đài Loan thuộc danh mục thuốc thông thường, tuy nhiên có khá nhiều tổ chức tội phạm, nhưng cơ hội chưa bị liệt kê vào danh mục kiểm soát, nên đã bán ra thị trường dưới dạng thuốc ma túy mới. Một khi sử dụng, có khả năng sẽ xuất hiện hành vi tấn công bạo lực. Nếu dùng quá liều, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Số ma túy được phát hiện ước tính trị giá trên 200 triệu đài tệ. Ma túy zombie thực chất là thuốc gây mê Etomidate, là một loại thuốc thông thường tại Đài Loan và được sử dụng trong phẫu thuật y tế. Nếu hít Etomidate vào dạ dày sẽ tạo ra ảo giác, nhưng nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thần kinh não bộ và cũng có khả năng gây ra hành vi tấn công bạo lực. Sử dụng quá liều thậm chí còn dẫn đến tử vong. Hiện tại, nhiều quốc gia đã xem Etomidate là một chất ma túy, nhưng Đài Loan vẫn chưa đưa vào danh mục kiểm soát, vì thế dễ dàng bị sử dụng phi pháp, trở thành rủi ro tiềm ẩn trong công tác phòng chống ma túy của Đài Loan. Vừa qua, Đài Loan thông qua công nghệ AI thực hiện một bảng phân tích về đặc tính của 3,5 triệu thanh niên thuộc thế hệ Gen Z trên toàn Đài Loan. Kết quả cho thấy, nhóm thanh niên được sinh ra sau năm 1997 đang hưởng thụ cuộc sống theo phong cách nghèo mà chơi sang. Họ chú trọng nhu cầu giải trí, du lịch và mong muốn hướng tới cuộc sống thỏa mãn cả về nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Một bản phân tích dữ liệu lớn từ công nghệ AI cho thấy Tiểu Lai đã đi làm được hơn 2 năm sau tốt nghiệp. Cũng giống như các bạn trẻ của thế hệ Z, anh ấy đã dành hết số tiền lương vất vả của mình vào các nền tảng phát trực tuyến hoặc nhận các thông tin từ Internet. Ví dụ như tôi đang xem động漫, tôi sẽ mua những nền tảng động hóa của truyền liệu. Một công ty thông tin đã thông qua công nghệ AI để phân tích hơn 24 triệu bài đăng của thế hệ Z trong suốt năm ngoái, nhằm tìm hiểu về thái độ sống và giá trị quan của họ. Bản báo cáo cho thấy, thế hệ Z đang tận hưởng một lối sống tinh tế và nghèo khổ. Cho dù có thu nhập thấp, nhưng vẫn xem trọng việc giải trí, thể thao và thỏa mãn các khía cạnh khác. Bản phân tích cũng cho thấy, thế hệ Z cũng có tinh thần học hỏi cao trong việc đầu tư vào ngành tài chính đầy rủi ro, đồng thời cũng cho rằng bảo hiểm y tế là cần thiết, nhưng không mấy mặn mà với bảo hiểm tiết kiệm lương thấp. Thế hệ Z rất tích cực trong các mối giao lưu tìm việc làm. Họ sẵn sàng thay đổi nghề nghiệp, tự kinh doanh hoặc cắt giảm công việc. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt do đài truyền hình BTS Đài Loan thực hiện. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị đón xem hình ảnh cây bóng đèn năng lượng mặt trời UAE. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.